Em ơi, xe ôm không? Xe ôm không? Sao hả? Tại trời đang ướt. Ôi sáng dễ quá à, chưa cuốc nào hết. Đi đỡ cuốc đi. Trời ơi, xe ôm miễn phí mà chê luôn. Anh chạy từ thiện, chạy miễn phí à? Thiệt mà. Gió quá, mưa tới anh em ơi. Ok, hello anh em ha, mình là mình đây. Thì xe mới làm xong cho nên là mình xách chiếc xe của mình chạy vòng vòng rô đai nha. Nhưng mà hôm nay mình rô đai làm sao cho nó ý nghĩa. Làm sao cho nó ý nghĩa anh em. Bây giờ mình sẽ xách chiếc xe chạy vòng vòng. Thay vì mình chạy vòng vòng, mình sẽ chạy xe ôm. Hôm nay mình sẽ chạy xe ôm nha anh em. Bình thường người ta chạy xe ôm để mà kiếm tiền, còn mình chạy xe ôm để mà kiếm view nha. Hy vọng là ông trời ổng sẽ không mưa để cho mình chạy được vài cuốc xe ôm nha anh em. Ok. Thì hôm nay mình sẽ chạy xe ôm bằng Honda Novadad. Xe mới làm xong cho nên là mình chạy cho cái máy nó nhuyễn anh em. Máy nó nhuyễn mình chạy mới ngon. Còn bây giờ mà xách đi tour liền á, thì mình sẽ không chạy được tốc độ cao. Thì bây giờ mình chạy vòng vòng lô đai cho cái máy nó nhuyễn, xong rồi mình sẽ đi tour nha. Trời ơi bà nội này chạy ngược chiều luôn hả. Không biết là chạy xe ôm bằng chiếc xe này có ai chịu đi không. Mình nghĩ là khó lắm anh em, cái nghề xe ôm cũng không dễ ăn. Bình thường người ta sẽ ngồi tại bến, thường thường là bến xe hoặc là trường học, người ta sẽ ngồi ở đó, người ta canh những người mà đang bắt xe, người ta ra người ta chào khách. Còn mình là chạy vòng vòng kiếm, cho nên là nhiệm vụ của mình nó rất là khó khăn anh em, dường như là khó khăn lắm. Không biết là có ai chịu leo lên chiếc xe này để cho mình chở hay không, chưa biết nha anh em. Giờ xin mời anh em theo chân mình nha, mình sẽ đi vòng vòng mình kiếm khách hàng. Ở đây có mấy bạn bắt xe nè, nhưng mà thôi, chắc là có hẹn rồi, ngồi đông quá đi lại ngại lắm anh em. Kiếm bạn nào đi một hai người thôi, đi lại chào khách cho đỡ ngại, đông quá người ta quýnh đó. Giờ này công nhân chưa có ra cho nên là vắng vẻ, ở trong đây không ai. Công nhân chưa ra cho nên là không có khách để mà chở anh em ơi. Rồi, để mình đậu xe lại, mình quay cho anh em coi chiếc xe mình cái ha. Xe mình hôm nay không có đi bô tăng tốc mà đi một cái lon bô trá hình nha anh em. Lon bô này nhìn vô thì nó lịch sự lắm, mà chạy thì nó cà chớn lắm anh em. Rồi, mình đậu ở đây mình chờ công nhân ra mình chở nha anh em. Đó. Ở trong đây là nguyên cái xí nghiệp luôn, không lẽ là không có ai đi xe ôm đúng không? Xe ôm này giá rẻ lắm. Ok, thì hôm nay xe mình đi một cái bô trá hình nha. Bô này là bô zin nha anh em. Bô zin nhưng mà âm thanh của nó không có zin tí nào. Đó. Đây, rất là đẹp luôn. Thì mình trang bị một cái camera hành trình chỗ này nha. Ở đây mình có gắn một cái camera hành trình để mà khi có khách chở á, người ta ôm mình thì mình có thể ghi hình lại nha anh em. Xe ôm ngồi lên là phải ôm đúng không? Đã gọi là xe ôm, ngồi lên là phải ôm chứ. Ở đây mình có đem theo một cái nón bảo hiểm để cho khách hàng của mình đội nón bảo hiểm nha anh em. Đó. Kính hậu gắn đầy đủ nha. Xe thì như zin, không có gì đặc biệt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục di chuyển anh em ơi. Bây giờ công ty chưa ra cho nên là không có ai để mà chở. Mình phải đi kiếm khách giảng lai anh em ơi. Giờ mình sẽ chạy vòng qua kia. Thì mình rô đai mà, cho nên là mình cứ chạy vòng vòng thôi.
mình á là xe ôm truyền thống nha anh em, không phải là xe ôm công nghệ nha. Mình không có dùng điện thoại nha anh em. Xe ôm công nghệ á là dùng điện thoại, còn mình á là không có dùng điện thoại mà dùng cái miệng của mình mời khách. Xe đẹp không? Sợ rồi, sợ rồi. Giờ này học sinh ra anh em, giờ này học sinh thu test ra nè, để mình xuống dưới mình coi coi có ai cần đi xe không nha. Mấy bạn này là có xe đi rồi, có thể là một số bạn không có xe đi thì xuống đó để mà kiếm cuốc nha anh em. Học sinh thu test nè, quá đã. Giờ mình chạy lại trường học anh em ơi. Hôm nay chạy xe ôm từ thiện mà không ai thèm đi hết. Đa số là sinh viên á, là người ta sẽ đi xe buýt, còn công nhân là có chồng có bồ chở hết rồi, cho nên là không có cần tới xe ôm nữa. Đây, trời ơi, địa bàn này là của xe ôm công nghệ nha anh em, quá trời xe ôm công nghệ luôn. Địa bàn này là của mấy anh em xe ôm công nghệ, mình là xe ôm truyền thống cho nên là mình không có cạnh tranh, không thể nào cạnh tranh địa bàn được. Mình phải đi chỗ khác thôi. Hello em. À, đây có một bạn đang đi bộ anh em. Bạn này đang đi bộ, mình có thể mời bạn này đi xe ôm của mình. Anh ơi, xe ôm không? Xe ôm không tốn tiền đi không? Dạ, đi xa lắm. Tới đâu lận? Tới quận 8. Quận 8 hả? Quận 8 xe này hao xăng lắm, chạy không được. Tưởng đi đâu cho quá gian. Rồi ok. Bạn này là nhà xa lắm, nhà quận 8 lận. Với lại nhìn chiếc xe mình cái trợn mắt luôn anh em. Bắt xe buýt đi cho rẻ. Thời buổi bây giờ á, đi xe buýt á, thì có mấy ngàn anh em, còn đi xe ôm là tới mấy chục ngàn, cho nên là nhiều người vẫn chọn phương án là đi xe buýt cho nó rẻ. Nhưng mà đi xe buýt thì nó sẽ không thoải mái bằng mình đi xe ôm anh em ơi. Đi xe ôm thì nó thoải mái hơn, ngồi lên mình chiêu chiêu đồ, ngắm phố phường đồ ha. Ok, bạn này không đi thì thôi. Xe này mà lấy chạy xe ôm là một ngày đổ xăng, đổ xăng như cái gì luôn nha anh em. Xe này hao xăng lắm, cộng với việc là đang canh dư xăng cho nên là thấy mụ nội luôn. Mình đội nón full face, mình nói chuyện đôi lúc người ta nghe, người ta nhìn mình giống như khùng vậy anh em. Nãy giờ chạy cũng 15 phút rồi mà chưa có cuốc nào anh em ơi. Khu vực này chắc là sống không được rồi, chắc là mình phải đi qua khu vực khác anh em ơi. Thường thường ta đi làm gì ai cũng có xe hết. Mấy ổng đua xe tùm lum hết nè, bốc đầu đua xe. Bây giờ không ai dám ra chơi hết. Giờ ra chơi là mệt nha anh em. Mình đi chạy xe ôm thì không ai nói, chứ mình lấy xe độ ra đây dạo phố là cũng mệt lắm anh em. Đi một hai người thì không sao, mà đi nhóm nhóm là mệt lắm nha anh em. Không có ai hết anh em ơi. Vẫn què, hồi đó đi ra đây buổi chiều ta nói nó đông lắm. Bây giờ không có ai hết. Thôi mình vòng qua kia đi. Em ơi, xe ôm không? Xe ôm không?
Sao hả? Tại trời đang ướt. Ôi sáng dễ quá à, chưa cuốc nào hết. Đi đỡ cuốc đi. Đi à? Hả? Xe ôm mà nhỉ à? Xe ôm mà. Tội ha. Nói chung là tội nghiệp anh lắm, sáng giờ anh đi kiếm khách mà không ai chịu đi hết á. Dạ, anh đi lại cho cái cổng công ty á, chứ em để đây. Thôi xe anh mà đứng đặng ô nhiễm lắm, khói không à. Thì anh đại đặng kìa, còn đông hơi đặng hơn. Đặng đặng á hả? Thôi ngại lắm, kiếm khách nào ngồi lẻ lẻ cho đỡ quê. Vậy hả? À. Đó, một đông người ngồi đặng luôn đó. Trời ơi, xe ôm miễn phí mà chê luôn. Anh chạy từ thiện, chạy miễn phí à? Miễn phí? Thiệt mà. Chạy từ thiện. Nói chung là chạy từ thiện đi miễn phí không? Không hả? Đâu bạn hả? Nói chung là chạy từ thiện đi miễn phí không? Không hả? Đâu bạn hả? Ê quá anh em ơi, không ai chịu đi hết. Nói chung là có người rước hết rồi. Từ từ để mình kiếm đối tượng khác. Ban đầu là chào đi xe ôm, không chịu đi, miễn phí luôn, không chịu luôn. Bạn đó thì nói chung là có người chở rồi. Em trai đi đâu đó? Xe ôm không? Ok, cảm ơn em. Nghĩ sao xe này mà chơi hôi trời. Xe người ta rửa xà bông hôm phức mà chơi hôi. Chắc là sợ tốn tiền anh em. Với lại nhìn cái xe mình nó sợ. Nhiều người nhìn xe sợ. Thử thách này nó không đơn giản nha anh em. Nãy giờ chưa có con cuốc nữa. Nói chung là mình không có kinh nghiệm để mà chạy xe ôm cho nên là không có khách anh em ơi. Nãy giờ chạy chưa có cuốc nào hết mà tốn tiền mua nước uống rồi. Tốn hết 30 ngàn mua trà sữa uống rồi. Uống để mà tiếp năng lượng. Bạn này đi không? Chỗ này hình như là không có ai đâu. Chỗ này vô trong đây chỉ kẹt xe anh em ơi. Má ơi kẹt xe. Vô hẻm đi. Giờ này kẹt xe lắm. Kinh nghiệm để mà đi tour không gặp sự cố là sao? Là trước khi đi anh em phải xách chiếc xe của mình chạy vòng vòng để làm chi? Để nếu mà lỡ có hư á thì nó hư bây giờ. Còn khi mà lên tour mà nó hư là mệt lắm anh em. Má ơi bô to quá. Bô mình mà vô hẻm mà chạy cho nó đờn á là chúng chửi á. Má ơi nó đông. Vô đường này kẹt xe anh em ơi. Chiều á người ta đi học đi làm về kẹt xe luôn. Nãy giờ là mình luồn qua những con đường ít kẹt xe mà vô cái đường này vẫn kẹt anh em ơi. Thì sẵn đây mình chia sẻ cho anh em nào mới tập chạy cung tay á, cái cách để mà mình đi đường, cái cách để mà mình chạy xe đường đông không sợ bị tắt máy ha. Thì nó đơn giản lắm anh em, nó không có gì khó hết. Bình thường tâm lý anh em mới biết chạy xe cung tay vô đường đông là sợ đúng không? Không có gì phải sợ. Nói chung là cái xe của mình á, nên nhớ tốc độ chậm đi số nhỏ, tốc độ nhanh đi số cao. Chứ mình không có đi số lớn mà tốc độ thấp thì nó sẽ dễ bị tắt máy và mất gan ti. Kiểu như là mình đi tốc độ như thế này đi thì mình chạy tầm khoảng số 3 thôi.
số 3. Khỏi âm côn, khỏi rà côn, khỏi có cầm vô đây luôn. Đó, chạy bình thường anh em. Đó, khi mà nó chậm nữa đúng không? Về thêm số nữa. Thả côn ra luôn, rồi chạy bình thường. Không cần phải rà côn nha anh em. Đó. Mình cứ để số nhỏ mình chạy là nó không sao. Đó. Không bao giờ tắt máy nha anh em. Thì cái xe này á, là xe côn tay, nó cũng giống như xe anh em vậy đó. Vô đường đông mình đừng có sợ, cứ chạy bình thường. Và đặc biệt không có rà côn. Rà côn á, là tùy theo tình huống nha anh em. Tùy theo tình huống nào mà tốc độ chậm quá dừng xe luôn á, thì mình bóp cái côn mình lại, mình rà nhẹ cái mình đi tiếp. Đó. Đó, về số chạy bình thường. Vô đường đông thì chạy xe nó hơi mỏi tay xíu, tại vì mình phải thao tác. Còn xe này mà ra đường trường chạy đã lắm anh em. Xe này đi đường đông thì nó hơi mỏi tay, mỏi lưng. Còn ra đường trường chạy không biết mệt là gì. Tại vì mình có đi cái xe này ở những cái tour như là Đà Lạt, Nha Trang rồi, chạy rất là khỏe. Nãy giờ mình chạy cũng được khoảng hai mấy ba chục cây anh em. Đây, ở trong này là khu vực Nam Long nè. Khu này hồi xưa là anh em hay vô đua xe, còn bây giờ dân cư rất là nhiều. Xe ngon nha anh em. Hiện tại xe mình đang rất là ok nha. Mình nghĩ ra cuối đâm dữ lắm á. Mình chưa dám chạy thử, mình chỉ mới đề ba chạy vài số, thấy cái nồi nó bắt lắm anh em. Phê lắm. Phải công nhận một điều, khi mình vào cái lọc trụ thì cái xe mình nó khác liền. Nó lấy gió nhiều hơn, chạy sướng hơn anh em. Hàng gì mình thấy ông nội nào mà mới chơi xe hay thì á, mà độ á, là thường thường sẽ để cái hộc zin, không dám mở ra. Anh em nào chơi một thời gian là bắt đầu gắn lọc trụ vô luôn. Để làm chi? Để nó hút gió, đâm hậu anh em. Mình cũng vậy nè, mình rất là ghét cái tiếng lọc trụ. Nhưng mà bây giờ mình lại thích, tại vì cái xe mình nó đạt. Miễn sao nó đạt là được anh em. Miễn sao chạy nó không có thiếu là được. Hết xăng luôn rồi, chẳng chạy được cút nào anh em ơi, chán thiệt. Chạy mỏi lưng quá anh em ơi, mỏi lưng quá. Nãy giờ mình chạy cũng nhiều lắm nè, mỏi lưng, mỏi tay. Trời ơi, vô mấy đường kẹt xe quải chà đậu. Thì có chào mời vài vị khách, người ta không chịu đi anh em ơi. Người ta thấy cái xe mình, người ta không chịu đi. Buồn thiệt. Lúc nãy đang quay thì GoPro hết pin. Có mấy pha mình chào mời khách á, người ta hỏi xe nhiêu tiền tùm lum hết rồi. Có người thì bảo là muốn đi lắm, nhưng mà bắt xe rồi, đặt trên app rồi, hủy không được anh em. Có người thì khen xe đẹp cũng có. Có người chê không dám đi cũng có. Nói chung là chạy vòng mệt quá. Cái nghề xe ôm nó cũng đâu có đơn giản đâu anh em. Cái nghề chạy xe ôm nó cũng chua lắm, chua lét luôn á, không đơn giản. Ngồi một chỗ chờ người ta tới, biết chừng nào. Mình chạy vòng vòng mình chào mời không ai lên hết á, mà mình ngồi một chỗ có khi có người lên anh em. Ok, thì nãy giờ quay hết pin GoPro luôn, nhưng mà vẫn không có ai chịu ngồi lên chiếc xe của mình để mà đi. Chán thiệt. Mình cũng muốn cho người ta trải nghiệm cảm giác ngồi phía sau một chiếc Nova
giá hẹ xem là cảm giác của người ta như thế nào, nhưng mà không có ai đi, tiếc thiệt. Hôm nay chủ yếu không phải là mình chạy xe ôm, mà hôm nay á, là mình rô đai cái xe để sắp tới mình có những cái tour dài ngày với chiếc xe này á, tour đường dài anh em, cho nên là bây giờ mình rô đai vài bữa nữa nếu mà có đi tour cho nó an toàn, nó không có xảy ra sự cố. Bây giờ mình đi á, thì mình kiểm tra cái phần nhiệt độ của nó, các nước nè, xem là nó có hoạt động hay không, máy móc êm ái hay không, lên ga nó có bị kêu bị xào chỗ nào không để mà mình biết. Tại vì xe mình mới làm máy xong á, mình cũng chưa muốn cầm nó đi liền, đi trên một cái tour chắc chắn là mình sẽ chạy nhanh anh em, thì chạy nhanh như vậy nó nguy hiểm, lỡ xe nó chưa vô trên đường đi nó bị lấp bê nữa mệt lắm anh em. Mình bị lần rồi cho nên là mình phải rô đai cho nó kỹ. Xe hôm nay canh lọc trụ nè, canh bô lại cho nên là mình chạy thử cho nó nhẹ máy, bắt đầu mình ép xăng lại xíu là lụm tua nha anh em. Xe này á, chia sẻ cho anh em nào chưa biết thì cái xe này nếu mà đi Đà Lạt á là phải canh đủ xăng, còn nếu mà đi dùng nắng á là mình phải canh dư xăng nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ chạy một cái vòng nữa xem là kiếm được cuốc nào không, chứ tình hình mình thấy là bị chê quá anh em ơi, bị chê. Hôm nay mà có duyên á, anh em đi bộ á, mình đón luôn, nói chung là chạy miễn phí luôn, tại vì hôm nay mình rô đai xe mà, cho nên là đâu có quan trọng đâu anh em. Tiếc ha. Bô này nhìn đẹp anh em, bô này nhìn đẹp. Thì nãy giờ ngừng xe lại kiểm tra thì mình phát hiện là chiếc xe của mình nó bị chảy nhớt bình nhớt phụ anh em. Đường ống nó bị chảy nhớt ở cái đường nhớt phụ á. Đó, đây. Bà nội cha nó, hôm bữa là mình có siết dây rút lại rồi, nhưng mà nó vẫn bị nè, thấy không? Cái này mà lên tour là mình bị dính xương liền anh em. Đó, ngày mai là mình phải tháo dàn áo ra, mình kiểm tra cái đường dây lại anh em. Nó rỉ từ trên đây rỉ xuống nè. Cái đường nhớt này á, là cái đường nhớt để mà nuôi cái đầu á. Khi mình chạy thì nhớt nó bơm xuống bình xăng, nuôi cái trái bê tông. Thì nó bị rò rỉ nhớt nè, thấy không? Đó. Không chạy mà xách đi tour là mệt liền. Rồi thôi, cái lỗi này không sao anh em, lỗi này về mình khắc phục lại được. Ok, chạy xe ôm mà gặp trời mưa ai đi. Về anh em ơi. Thì mình cũng hơi tiếc là không chở được một vị khách nào hết, hơi tiếc. Mình sẽ quay trở lại trong thời gian sớm nhất nha anh em. Mình phải chạy ra khu vực trung tâm thì mới có khách.